đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bạn. Chúc mọi người có một buổi chiều, hôm nay là buổi chiều nghỉ lễ ngày chủ nhật ngày 3/9, tranh thủ buổi chiều hôm qua nghỉ, hôm nay em lên clip chia sẻ mọi người hai cái sản phẩm to. Một cái sản phẩm đầu tiên là một cục di lạc ngồi hàng này bây giờ là quá kinh khủng rồi. Tiếp đến là một cái bàn, đây là một cái bàn con, đây là một cái bàn con. Cái bàn này thì em để là rất là lâu rồi, chắc phải rơi tầm khoảng 3 tháng rồi. Lưu ý mọi người, đây là một cái bàn con và đây là một cái bàn con bàn liền. Có cái chất mọi người nhìn đây toàn bộ là lưu sụn hương. Cái bàn với bàn con, cái này các bác có thể làm một cái đôn, một đôn cây đồ hoặc là một cái bàn con, nhưng cái bàn con nó sẽ hợp lý hơn. Cái này liền 100% và em đã chia thành hai tầng. Cái hai tầng hàng để rất là lâu rồi. Hôm nay em bỏ là em bán giá hợp lý cho mọi người thu tiền về thôi các bác nhé. Bán giá hợp lý để thu tiền về thôi. Mọi người sẽ thấy là cái chất vân đây, trước tiên là có kích thước trước nhé. Quay quay ngoài trời hơi một chút. Cái mặt này là 70 này, mặt 70 60, nó là một cái bàn con mọi người nhé, một cái bàn con, một cái bộ bàn con, cái không gian là các bác nhỏ thì mọi người bày cái bộ bàn con này là vừa. 70 60, chiều cao là bàn, mà chiều bàn nó cao 56, chiều cao 56, chất là chất sụn, lưu sụn. Đây mọi người có thể nhìn kể cả cái chất ở những cái chỗ đoạn này, em đây là gỗ là liền khối nên là cục gỗ là rất là nặng và nhiều gỗ. Chắc chắn là cái gốc để mà làm cái bàn này không bao giờ có dưới một tạ gỗ. Không bao giờ có dưới một tạ gỗ mọi người nhé. Bởi liền mà. Đấy. Bây giờ kiếm những cái bàn này cũng không có nhiều đâu, đây. Chất gỗ đây. Bởi vì đây là chất nu sụn. Thường thường mọi người mua bàn thị trường ấy thì nó sẽ có hai phần, một phần mặt bên trên và phần bên dưới, hai phần chắc bên nhau, nhưng cái này là liền 100%. Hơi ồn một chút mọi người thông cảm, liền 100%. Đấy, tuyệt vời nhá. Mặt này toàn bộ là mặt lưu sụn, mà lưu sụn. Cái này em Minh xin giao lưu mọi người, bây giờ kiếm một cái bàn liền như này cũng khó. Em Minh xin giao lưu mọi người 4,5 đồng không ship. Bởi vì một tạ gỗ đã 3,5 triệu rồi. Một tạ gỗ là 3,5 triệu rồi mọi người nhá. 3,5 triệu rồi em chỉ lấy mọi người 1 triệu đường công ở đây thôi. Tiền phun cái bàn này là mất tầm 250-300. Cái này mọi người lấy em sẽ sơn lại nhá. Em sẽ sơn lại bởi vì để lâu rồi, sơn lại. Ok. Tiếp theo lên mọi người một siêu phẩm. Em mình có thể khẳng định với mọi người ngắm đi á. Đây là một cái cục gốc Ngọc Am cực kỳ đẹp, khẳng định là cực kỳ đẹp và chắc chắn là không có nhiều những cái sản phẩm như này để mọi người ngắm đâu ạ. Bởi cục gỗ này là một tạ 6 gỗ cắt đi làm. Bây giờ hiện tại em không thể bê được, hai vợ chồng không thể bê được. Được rồi nhá. Cực tuyệt vời luôn. Các bác sẽ thấy cái chất gỗ này. Hàng em làm xong hơn 1 tuần rồi, hôm nay em mới quay cho mọi người ngắm. Không có một vết tích gì và cái màu sắc cũng như là cái độ đẹp của gỗ. Đấy. Và nó rất là to. Đây củ sâm. Đây. Hàng mà nó to mà khuôn diện nó đầy đặn như này mà chất gỗ đẹp 100% như này là khó lắm mọi người nhá. Chất gỗ đẹp 100% luôn. Đây là Ngọc Am nhá. Ngọc Am liền hết. Liền hết 100% luôn. Đây như này được mê. Được mê. Được. Em sẽ đo kích thước mọi người nhá. Bây giờ bức này còn nặng là khoảng chắc phải ngọn nghe một tạ. Chiều rộng. Chiều rộng là 90, chiều cao là 70 và độ dày là 40. Hàng mọi người nhìn thấy cái khuôn diện này. Kiếm được một cục gỗ to mà đẹp
và với em Minh cam kết mọi người là 100% không có tì vết gì. Gỗ một tạ 6 cắt đi, bây giờ còn nặng tầm gần một tạ, cắt đi tầm 60 cân. Còn lại một tạ mà nó đầy đặn nhé, đằng sau gỗ cũng đẹp, hàng thứ diện, đằng sau gỗ, đằng trước và đằng sau đều như nhau. Hơi hồn một tí mọi người thông cảm. Bên dưới cái bao rất là đẹp này, bên cạnh cái chum là con nghê này, cóc này, sâm lấm này, ba trẻ này, gỗ chum sụ và hàng luộc như ngọc trinh. Bên này em mình chỉ giao lưu mọi người giá là bởi tiền gỗ nó đã rơi tầm khoảng một tạ 6 gỗ mọi người nhân. Cái gỗ này rất là cao tiền, một tạ 6 gỗ nó đã rơi tầm chút phát 6 triệu rồi. Tiền công em Minh lấy mọi người rất là hợp lý. Bước này xin giao lưu mọi người, bước này mới giá là 9 triệu tư, 9 triệu tư mọi người nhé, 9 triệu tư không ship. Các bác cần đam mê hàng khủng, hàng VIP và đảm bảo với mọi người sẽ không thể chê được khi nhận sản phẩm này. Những bức này trên thị trường thì không có giá dưới 15 triệu, em Minh có thể cam kết không có giá dưới 15 triệu mọi người nhé. Cổ siêu khủng mà, hàng khủng mà. Mà em Minh thì xin giao lưu mọi người giá 9 triệu tư thôi. Bởi vì là ngoài nó to quá, em Minh không bê vào trong phòng live stream được, và cũng không bê lên bàn được, nên là mọi người ngắm nó không được tổng thể toàn diện cho lắm. Nó nặng quá, quay ở ngoài nó hơi ồn, nên là em quay nhanh và chia sẻ nhanh, nhưng mà cam kết mọi người được nhìn cái chất gỗ. Ok, để tôi quay đằng sau. Nó nặng. Tôi quay một chút đằng sau nhé. Quay đằng chút. Các bạn ra quay đằng sau được đấy. Sau chút thôi. Đây mọi người thì nó luồn 100% luôn. Luồn 100% đằng sau đục tứ diện luôn mọi người nhé. Luồn 100% luôn. Đấy, đục tứ diện. Có nghĩa là cam kết là gỗ đằng trước nào đằng sau thế. Và dưới đấy đặc thịt. Dưới đấy đặc thịt 100% luôn. Đấy. Tuyệt vời luôn. Có bài quay nhanh cho mọi người hai sản phẩm đây này, mọi người ngắm yêu muốn nào đấy nhận anh em. Để em quay lại lần trước, còn lần trước mọi người ngắm. Ồn quá. Tuyệt vời các bác nhé, bức này là tuyệt vời đấy, tuyệt vời đấy. Không mấy khi có những bức to này đâu, tuyệt vời luôn. Ok, em xin chào mọi người nhé.